liên quan đến lĩnh vực giao thông. Trên cơ sở đồng thuận của Bộ Giao thông Vận tải, Cục Đường bộ vừa có văn bản thông báo đồng ý cho nhà đầu tư tăng phí BOT đường bộ tại 44 dự án với tổng cộng là 48 trạm thu phí do cơ quan này quản lý. Mức tăng phí mới áp dụng từ 0 giờ ngày 29 tháng 12 tới. Cục Đường bộ đánh giá mức tăng này sẽ có tác động làm tăng chi phí vận tải, tức là giá cước thêm khoảng từ 0,2 đến 1,4% so với mức phí hiện hành. Tỷ lệ tăng này tác động không đáng kể lên chỉ số tiêu dùng. Cục Đường bộ yêu cầu các nhà đầu tư, doanh nghiệp, dự án thông báo công khai và niêm yết mức giá, thời điểm áp dụng mức giá mới theo quy định, niêm yết mức giá và phí sản phẩm, dịch vụ công được điều chỉnh tại địa điểm cung cấp sản phẩm, dịch vụ công theo quy định của pháp luật về giá và phí. Vâng, thưa quý vị, hôm nay là ngày 22 tháng 12, kỷ niệm 79 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam, ngày 22 tháng 12 năm 1944 đến ngày 22 tháng 12 năm 2023 và 34 năm ngày Hội Quốc phòng Toàn dân, 22 tháng 12 năm 1989 đến ngày 22 tháng 12 năm 2023. Quân đội Nhân dân Việt Nam là lực lượng nòng cốt của lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam, được Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh tổ chức, giáo dục và rèn luyện. Trải qua 79 năm xây dựng phát triển, đã kế thừa và phát huy truyền thống, kinh nghiệm đánh giặc của dân tộc, vừa chiến đấu vừa xây dựng, ngày càng phát triển và không ngừng trưởng thành. Chúng tôi gửi lời chúc tốt đẹp nhất đến các thế hệ cán bộ, sĩ quan, chiến sĩ quân đội trên cả nước. Còn bây giờ mời quý vị sẽ cùng đến với phần tin chi tiết sẽ có trong chương trình ngày hôm nay. Thưa quý vị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký công điện số 1385 về việc tăng cường đảm bảo các điều kiện ăn ở, sinh hoạt và học tập cho trẻ em mầm non, học sinh nội trú, bán trú, học sinh vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Công điện nêu rõ, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ thường xuyên quan tâm và có nhiều chính sách đảm bảo về điều kiện ăn ở, sinh hoạt, học tập cho học sinh vùng cao và khó khăn. Tuy nhiên, việc thực hiện ở một số nơi còn chưa tốt, ảnh hưởng đến điều kiện về sinh hoạt, học tập của trẻ em mầm non và học sinh. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ ngành, địa phương thực hiện nghiêm các quy định của Chính phủ về chính sách hỗ trợ học sinh vùng cao và trường phổ thông ở xã, thôn đặc biệt khó khăn. Theo đó, thì Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì phối hợp cùng với các bộ, các cơ quan liên quan và Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương rà soát việc tổ chức thực hiện các bữa ăn cho trẻ em vùng núi, rà soát việc thực hiện các chế độ chính sách khác đối với trẻ em mầm non, học sinh tại các cơ sở giáo dục thuộc phạm vi quản lý và xử lý nghiêm đối với các tập thể cá nhân nếu có vi phạm xảy ra. Kế hoạch thi đua 60 ngày đêm tập trung giải ngân vốn đầu tư công được Thành phố Hồ Chí Minh triển khai đầu tháng 11 năm 2023. Sau 45 ngày, thì nguồn vốn đã giải ngân thêm 11.300 tỷ đồng. Đại diện Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh đã thông tin về tình hình đầu tư công tại buổi họp báo định kỳ tuần về các vấn đề kinh tế xã hội thành phố vào chiều ngày 21 tháng 12. Theo đại diện Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh, từ thời điểm triển khai kế hoạch thi đua 60 ngày đêm giải ngân vốn đầu tư công, tiến độ các dự án được tập trung đẩy mạnh, tỷ lệ giải ngân vốn tăng nhanh ở cuối niên độ năm 2023. Qua 45 ngày triển khai, thì kết quả giải ngân vốn đầu tư công thành phố cũng đạt được những điểm sáng tích cực. Cụ thể là đến ngày 15 tháng 12, thì thành phố đã giải ngân được tổng số vốn là 36.465 tỷ đồng. Thì theo đó là trong 45 ngày thực hiện chiến dịch thì đã giải ngân đối với số vốn hơn 11.300 tỷ đồng. Ban quản lý đường sắt đô thị Thành phố Hồ Chí Minh là một trong những chủ đầu tư được thành phố giao vốn đầu tư công lớn hơn 5.200 tỷ đồng. Đến nay, ban đã giải ngân hơn 3.800 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 72%. Với cái tỷ lệ năm nay mà giải ngân tổng cộng trên 3.800 tỷ và 72% thì đây là con số khá tương đối mà tốt hơn so với năm ngoái. Thì như vậy thì đối với năm 2023 thì ban sắt đô thị đã có cái giải ngân được cao về cả số trị giá trị tuyệt đối với tỷ lệ phần trăm. Qua rà soát tình hình đầu tư công ở từng cơ quan, đơn vị, Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh dự kiến đến cuối năm 2023, toàn thành phố có thể giải ngân hơn 48.500 tỷ đồng. Như vậy, còn khoảng 20.000 tỷ đồng đầu tư công năm 2023 không thể giải ngân đúng tiến độ. Cũng tại Thành phố Hồ Chí Minh, địa phương này dự kiến chính thức sẽ thu phí sử dụng tạm lòng đường vỉa hè bắt đầu từ ngày 1 tháng 1 năm 2024, với mục tiêu là giúp cho công tác quản lý trật tự lòng đường vỉa hè theo quy củ và nề nếp hơn, đồng thời có được nguồn thu để có thể duy tu bảo trì hạ tầng, tránh tình trạng ngang nhiên lấn chiếm và thiếu kiểm soát gây mất an ninh trật tự cũng như mỹ quan đô thị. Những vạch kẻ sơn màu vàng này
vừa được xuất hiện tại một số tuyến phố ngay trung tâm quận nhất trong những ngày gần đây. Kể từ khi có những cái vạch kẻ sơn này thì tình trạng xe gắn máy đậu trên lòng đường vỉa hè đã được gọn hơn hẳn, tránh đi tình trạng nhếch nhác lấn chiếm như những ngày trước đây. Các tuyến đường vỉa hè mà người dân đề xuất dùng để kinh doanh phải đáp ứng đủ quy định và ưu tiên chiều rộng hè phố dành cho người đi bộ và mỹ quan đô thị. Khi được đơn vị cấp phép thì người dân phải chấp hành nghiêm chỉnh quy định. Mặc dù đồng thuận với chủ trương của thành phố nhưng nhiều chủ cơ sở cũng khá băn khoăn với mức thu phí từ 50.000 đồng cho đến 250.000 đồng một mét vuông như quy định. Cái này nó hết hơn chút, nó thì nó gọn gàng hơn chút, còn đó mình nó thì nó ra vô tùm lum thì nó ấy. Còn bây giờ nó bắt buộc mình để về thì nó gọn gàng hơn chút, rộng rãi. 250 một mét vuông. Vậy thì mình bán chút xíu vậy nè. Rồi để được mấy chiếc xe gì đó mấy ông. Hai chiếc là hết mét vuông rồi. Đó mình đâu là doanh thu được nợ nhiều đâu. Một số tuyến đường như là đường Nguyễn Trãi, Phan Bội Châu hay là đường Phan Chu Trinh thì đã được sơn vạch kẻ với bề rộng tầm khoảng 2 mét tính từ điểm tiếp giáp lòng đường trở vào. Phòng quản lý đô thị quận 1 cũng cho biết đây là bước chuẩn bị cho công tác thu phí sử dụng tạm lòng đường vỉa hè bắt đầu được thực hiện từ ngày 1 tháng 1 tới. Một số quận huyện khác thì cũng cho biết là đang rà soát để lập danh mục những khu vực điều kiện để lên kế hoạch sử dụng cụ thể, đảm bảo phù hợp và thống nhất với các đơn vị tại thành phố Hồ Chí Minh. Địa phương thì sẽ có trách nhiệm là giám sát, quản lý và xử lý nghiêm các trường hợp lấn chiếm vi phạm, cản trở giao thông, thậm chí là sẽ cử lực lượng để dọn dẹp lòng đường, làm sạch đô thị. Sau đây là tin chi tiết. Từ 16 giờ hôm qua, mỗi lít xăng đã tăng thêm 680 cho đến 740 đồng. Các mặt hàng dầu cũng đắt thêm 290 cho đến 530 đồng. Theo điều hành của Liên Bộ Công Thương Tài chính, thì giá xăng RON 95, loại phổ biến trên thị trường, tăng 740 đồng lên 22.140 đồng một lít. E5 RON 92 tăng 680 đồng ở mức 21.190 đồng cho một lít. Dầu diesel và dầu hỏa cũng lần lượt có mức giá mới sau điều chỉnh, lần lượt là 19.520 đồng và 20.490 đồng cho một lít. Như vậy là sau 5 lần giảm giá liên tiếp thì nhiên liệu trong nước có kỳ tăng trở lại. Trừ dầu mazut thì có mức trích lập là 300 đồng cho 1 kg và quỹ bình ổn xăng dầu. Các mặt hàng xăng dầu còn lại vẫn duy trì mức trích 0 đồng và dừng chi sử dụng từ quỹ này. Từ đầu năm cho đến nay thì giá nguyên liệu trong nước có 36 đợt điều chỉnh và trong đó có 18 lần tăng, 13 lần giảm và 4 kỳ giữ nguyên. Thưa quý vị, vùng đồng bằng sông Cửu Long với hơn 21 triệu dân được đánh giá là vùng kinh tế trọng điểm khu vực phía Nam. Thế nhưng hạ tầng giao thông ở khu vực này thì chưa được đồng bộ, dẫn đến tình trạng thường xuyên ùn tắc trong những dịp quan trọng như là lễ Tết, dẫn đến việc đi lại của người dân cũng như lưu thông hàng hóa rất là khó khăn. Do đó là cầu Mỹ Thuận 2 sẽ có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, không chỉ rút ngắn khoảng cách giữa hai địa phương là tỉnh Tiền Giang và Vĩnh Long mà còn góp phần tháo gỡ các điểm nghẽn về hạ tầng giao thông và tạo tiền đề cho sự phát triển kinh tế xã hội của hai địa phương nói riêng và khu vực đồng bằng sông Cửu Long nói chung. Và sau hơn 3 năm thi công thì dự án đầu tư xây dựng cầu Mỹ Thuận 2 nối hai tỉnh Tiền Giang, Vĩnh Long và đường dẫn hai đầu cầu dự kiến được khánh thành vào ngày 24 tháng 12 đây. Đây là công trình do đội ngũ các kỹ sư công nhân Việt Nam thực hiện hoàn toàn từ khâu lập dự án, thiết kế cho đến thi công. Thưa quý vị, hiện tại tôi đang có mặt tại khu vực cầu Mỹ Thuận 2 thuộc địa bàn tỉnh Tiền Giang kết nối với lại tỉnh Vĩnh Long, nằm song song với lại cây cầu hiện hữu là cây cầu Mỹ Thuận 1. Hiện tại thì các kỹ sư, các công nhân của nhà thầu đang khẩn trương hoàn thiện các hạng mục cuối cùng như là sơn vạch kẻ đường, lắp đặt hệ thống chiếu sáng cũng như là lắp đặt biển báo để khẩn trương đưa dự án vào hoàn thiện vào ngày 24 tháng 12 tới. Cầu Mỹ Thuận 2 có tổng chiều dài là 6,61 km với 6 làn xe, vận tốc thiết kế là 80 km/h. Tổng giá trị xây lắp của dự án hiện đạt 99% giá trị hợp đồng. Theo kế hoạch, công tác thử tải cầu chính dự kiến sẽ được tổ chức vào hôm nay 22 tháng 12. Hiện tại thì bây giờ là bên công ty của tôi đang lắp đặt biển báo an toàn giao thông và lắp đặt lan can thép ở trên phần cầu chính. Dự kiến bọn em làm ngày làm đêm thì chắc là đêm nay sẽ cố gắng xong hết. Đêm nay và sáng ngày mai là sẽ xong hết để phục vụ thông xe. Người dân tỉnh Tiền Giang và Vĩnh Long đều bày tỏ sự vui mừng khi thấy diện mạo cầu Mỹ Thuận 2 dự kiến sẽ khánh thành vào ngày 24 tháng 12 tới. Cầu Mỹ Thuận 1 thì có Úc, còn cầu Mỹ Thuận 2 thì Việt Nam mình bắt thì thấy rất là đẹp. Thì người nào cũng vui hết trơn, cũng hứng khởi hết trơn. Vui.
mừng cho dân chúng đi rồi nó thoải mái rồi vậy đó, chứ không có gì, thấy bắt cầu lên là thấy đẹp rồi đó, đường lộ thôi mà cho nó thông thả rồi nó vậy đó. Mình chờ đợi cái cầu này bao lâu rồi? Cũng 3-4 năm rồi, nghe hồi từ ngày bắt cầu tới giờ luôn đó, là đằng này đi lên đây hoài luôn, nó lên câu mà Việt Nam mình bắt nó đẹp vậy đó. Cầu Mỹ Thuận 2 khi đưa vào sử dụng sẽ giảm tải cho cầu Mỹ Thuận hiện hữu, và cùng với thông tuyến cao tốc Mỹ Thuận Cần Thơ, đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh về Cần Thơ sẽ được liền mạch. Chương trình sẽ tiếp tục với những thông tin liên quan đến lĩnh vực văn hóa và du lịch. Thưa quý vị, tiếp nối mạch truyện Chúng ta sống có vui không? Chúng ta sống là vì đã được bạn đọc yêu thích và đón nhận nồng nhiệt trong những năm vừa qua. Tác giả Nguyễn Phong Việt cùng với nhà xuất bản Trẻ vừa giới thiệu đến bạn đọc tản văn mới có tên Chúng ta sống để lắng nghe. Những tác phẩm của Nguyễn Phong Việt luôn ra mắt vào dịp cuối năm và đã trở thành một món quà tinh thần mà bạn đọc đón chờ để dành tặng cho bạn bè, người thân và cho chính mình. Chúng ta sống để lắng nghe gồm hơn 40 bài viết là những lát cắt cuộc sống được kể lại qua lớp kính lọc giàu cảm xúc. Tác giả quan sát những điều xuất phát từ nội tâm của mình và tập lắng nghe những rung động từ bên trong. Việc nghĩ con người đến một lúc nào đó, có lẽ cái cách tốt nhất để mà chúng ta hiểu được cuộc sống và có được một cuộc đời sống vui, thì việc nghĩ là chúng ta lắng nghe bản thân của mình để có thể chọn ra một cách sống tốt nhất. Trong quyển tản văn này, tác giả tiếp tục đặt ra những câu hỏi như chúng ta muốn ra đi như thế nào, khi nào biết mình già, hay có phải hoàng hôn nào cũng giống nhau, và lựa chọn cách trả lời thông qua việc chia sẻ những câu chuyện và điều quan sát được. Từ đó nhắn nhủ mỗi người đọc hãy tìm lại chính mình, lắng nghe bản thân và thấu hiểu hơn về gia đình, tình yêu, sự nghiệp và cuộc sống. Cuốn sách lần này của Việt á, Việt cũng mong là khi mà mọi người đọc nó, khi mà mọi người chia sẻ cùng nó là một cái quãng lặng để mà nhìn lại mình, chúng ta hiểu mình, chúng ta lắng nghe những cái mong ước, những cái khát khao của chính bản thân mình trong nội tại của mình. Để như mà chúng ta vẫn hay nói là chúng ta sống chậm lại một chút xíu, không phải là chậm lại để bị bỏ rơi, mà chậm lại để có thể đi từng bước chân một cách vững chãi và mạnh mẽ hơn. Trong những năm gần đây, Nguyễn Phong Việt đã tạm ngừng xuất bản thơ và chuyển sang viết tản văn với văn phong nhẹ nhàng, ấm áp. Dự định tập thơ mới của Nguyễn Phong Việt sẽ ra mắt vào mùa Giáng sinh năm 2025. Thưa quý vị, khi nhắc đến Buôn Mê Thuột thì khách du lịch sẽ nghĩ ngay đến những ly cà phê, một loại thức uống thơm ngon, thấm đẫm bản sắc văn hóa. Đây là sản phẩm nông sản kết nối với văn hóa của người bản địa, tạo nên sự đa dạng, là sự thú vị trong sinh hoạt cộng đồng của người Tây Nguyên. Vùng đất đỏ Ba Giang được thiên nhiên ban tặng cho khí hậu, thổ nhưỡng màu mỡ đã làm nên hương vị cà phê với chỉ dẫn địa lý cà phê Buôn Mê Thuột. Là một trong những đơn vị vừa được thành phố Buôn Ma Thuột phê duyệt đề án cà phê hữu cơ gắn liền với du lịch sinh thái sau nhiều năm theo đuổi kinh doanh cà phê hữu cơ, ông Lê Văn Vương, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất và thương mại Vương Thành Công nhận thấy du lịch cà phê là lĩnh vực giàu tiềm năng, chuỗi giá trị từ trồng chế biến cà phê là thế mạnh cần được thiết kế thành tour du lịch, giới thiệu đến du khách trong và ngoài tỉnh. Mong muốn đó là giới thiệu đến du khách là ở đây là chúng tôi có đặc trưng đó là cây cà phê, và muốn du khách là trải nghiệm, là thu hoạch và lựa chọn những trái cà phê chín mọng để từ vườn đến ly cà phê, thì làm sao mà cho mình lựa chọn những quả cà phê chín như vậy để đảm bảo cái chất lượng và đem lại cái ly cà phê thơm ngon nhất. Tôi là một người rất là yêu thích cà phê, thì đây là lần đầu tiên mà tôi được vào tận mắt vào trong vườn cà phê và được anh Vương hướng dẫn hái cà phê như thế nào, hái những trái cà phê chín đỏ như thế nào để ra những ly cà phê tuyệt vời như vậy. Và ngoài ra thì tôi còn được trò chuyện với bà con nông dân để hiểu sâu hơn về nỗi vất vả của bà con nông dân trong quá trình thu hoạch như thế nào. Đến với Buôn Ma Thuột, ngoài thưởng thức các thức uống từ cà phê, du khách còn có cơ hội tìm hiểu các quy trình chế biến cà phê ngay tại nhà xưởng của các doanh nghiệp. Qua đó, du khách đam mê cà phê sẽ có những trải nghiệm trọn vẹn và chân thực về cách thức chế biến tỉ mỉ, công phu của những người tâm huyết với cà phê. Tôi đã ở đây được khoảng một tuần rồi, và vô tình tôi biết đến sản phẩm ED Cà Phê. Chất lượng cà phê ở đây rất tốt, hương vị cũng như mùi thơm rất ngon. Đó cũng là lý do tôi sẽ mang sản phẩm này sang đất nước Đức của chúng tôi.